Điểm chứng cho anh em 100% là xe chín anh em nhá. Tôi đọc biết anh em 100% là xe chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi vịt. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá. Anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp với người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp người ta anh em nhá. Anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều ghét. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thằng long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em hiểu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn xe chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xe chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử nó cho anh em nhá. Tứ trắng xong rồi. Nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai. Mở đây, không bàn là có chuyện sai. Trong quân hay trong vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này. Nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ. Mở đây. Ai đặt tiếng lẻ chỉ có ra đi mà thôi. Mở đây, không bàn sai. Ba đèn này anh em này. Qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi. Bởi tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu quân vị anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi. Mở này, không mà sai. Ba trắng này anh em này, tiếp này. Anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi. Máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha. Mở này, không mà sai, tứ tử đen này anh em này. Tiếp này. Đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nha. Chỉ nhà tôi có rồi anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi. Đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bạ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này.
Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc đây này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá? Anh em đi chơi thôi, chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số điện trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Chào tất cả anh em, để đáp ứng cho những anh em thua tha trong bộ môn sóc đĩa và muốn lấy lại được những cái gì của mình đã mất thì cơ sở tôi sẽ giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của năm 2020 về bộ môn sóc đĩa. Sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ kính áp tròng nhìn xuyên bát. Anh em nhớ nhá, kính áp tròng nhìn xuyên bát. Đấy, kính này có thể áp dụng cho những anh em nào đánh tài xỉu, nó đánh nhìn xuyên được cả lắp mủ cao su và lắp nhựa. Hàng này là hàng độc quyền, mình cơ sở tôi mới có. Đấy, trước tiên là tôi đã đeo hai kính áp tròng này vào mắt tôi rồi. Và tiếp theo là tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng để anh em biết rằng cái độ hiệu quả tới đâu. Và đồng thời tôi sẽ lắp cái kính thử này vào cam để anh em biết là cái độ xuyên thấu tới đâu. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ test thử bát đĩa quân vị cho anh em. Bát đĩa quân vị xanh chín hết anh em nhá. À, tí nữa anh em nhìn thấy cái kính thử thì anh em biết rằng là cái test quân này không quan trọng gì cả. Tôi làm đầy đủ thủ tục cho anh em thôi. Bây giờ tôi sẽ sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem. Sóc này. Đặt xuống này. Sấp đôi anh em nhá. Đây này. Tôi đưa kính thử vào này. Đấy. Cái này áp dụng cho những anh em nào mà hay đánh bảng vị, có thể đánh sập được bảng vị. Đấy, kính thử này đưa vào cam thì nó không được nét bằng anh em đeo trực tiếp vào mắt như tôi. Tôi nhìn thấy luôn. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đây tôi mở cho anh em xem. Sấp đôi này. Sấp đôi nhé. Tôi sóc tiếng thứ hai. Xong rồi. À, đặt xuống này. Vẫn là sấp đôi anh em nhá. Bệt rồi. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem. Đấy, đưa kính thử vào cho anh em nhìn. Đấy. Đấy, vẫn là sấp đôi. Đây, tôi bỏ ra cho anh em xem. Sấp đôi. Tôi sóc tiếng thứ ba cho anh em xem. Sóc này. Đặt này. Ba trắng anh em ạ. 100% ba trắng luôn. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem này. Đấy. Tôi đưa kính thử vào này. Anh em nhìn rõ ba trắng chưa? Đây tôi mở cho anh em xem nhá. Đây ba trắng. Dậy quân rồi. Anh em ạ, tôi vừa mở lật quân. Cho nên là những anh em nào mà có nhìn thấy rõ thì anh em gặp những cái thằng say rượu ấy, mà nó vào nó mở ẩu, mở lật quân, cho nên anh em không nên đánh tất tay. Hiểu? Tuy rằng mình nhìn rất rõ rồi nhưng không nên đánh tất tay. Bây giờ tôi sóc cho anh em tiếng nữa. Này. Xong rồi. Đây, đặt xuống này. Tứ tử trắng anh em nhá, 100% luôn. Đây này. Tứ tử trắng này. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm là sóc là mở ra lật quân nữa. Từ giờ tôi sẽ xoay bát đi tôi mở cho anh em. Đấy, tứ tử trắng anh em nhìn rõ không? Anh em nào mà đánh bảng vị là sập luôn cả bảng vị luôn. Đấy, tứ tử trắng đấy. Tứ tử trắng. Đây tôi mở cho anh em xem. Tứ tử trắng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm kỹ thêm về bộ sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái kính ở trong mắt tôi ra cái đã. Rồi. Đây kính áp tròng đây anh em nhá. Đeo trực tiếp vào mắt. Đây nhá. Đeo trực tiếp vào mắt nhá. Không ảnh hưởng gì tới mắt nha anh em, lưu ý nhá, không ảnh hưởng gì tới mắt của mình đâu nhá. Đây tôi sẽ giới thiệu kỹ bao gồm sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì trước tiên là một lọ dung dịch, quan trọng nhất là lọ dung dịch. Đây. Trong hộp thì có hai cái mắt này để đựng hai cái kính áp tròng. Đây kính áp tròng trong này. Đây này. Đấy. Và đồng thời là có cái hộp này để gắp kính ra và anh em đeo. Và có cái lọ này để anh em đi đâu cho kính vào đây và cho lọ nước dung dịch này vào để đi đánh cho thuận tiện.
Đấy, quan trọng cái nước dung dịch này anh em nhá. Có một số anh em điện bảo tôi là anh ơi, kính của anh dùng được vài tháng mà em đã thấy bị mờ rồi. Đấy là do lỗi của anh em nhá. Anh em đi đánh xong anh em bỏ vào đây và không bỏ cái nước dung dịch này vào là kính nó sẽ bị mờ. Đấy, anh em lưu ý cho tôi là ở cái điểm đấy. Và tôi giới thiệu kỹ thêm về cái hộp này để anh em tránh hàng nhái hàng giả. Đây anh em quan sát kỹ nhá, vỏ hộp này để tránh hàng nhái hàng giả nhá. Đây ở bên trong này, kính 7D 7 lớp đây anh em nhá. Đây. Chào anh em, hôm nay công ty cờ nghiệp chúng tôi giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm bát tàng hình không tang không nhân giả. Đi vào sóc thử luôn cho anh em để anh em cùng cảm nhận luôn. Một ba trắng anh em nhá. Đấy, trên màn hình anh em đang xem là qua một cái lớp điện thoại. Đấy, nên là anh em có thể nhìn hơi khó một tí. Ba trắng mở luôn, tôi nhìn ở đây thực tế rất rõ luôn anh em nhá, rõ nét 100% luôn. Tiếp tục ba trắng anh em nhá, mở luôn này. Đấy, sáng như đêm trăng rằm luôn. Tiếp này, xong cho anh em vài tiếng cho anh em cùng cảm nhận nhá. Ba đen mở luôn. Đấy, ba đen này. Tiếp này, tứ đen anh em nhá. Đấy, tôi nhìn phát tôi nhìn thấy luôn. Ở đây là qua một lớp điện thoại nên là anh em nhìn có vẻ là hơi khó một tí. Khi anh em lên tận nơi trực tiếp anh nhìn thẳng qua một lớp điện thoại màn hình này, nhìn rất là rõ luôn anh em nhé. Tứ đen này mở luôn này. Đấy, chào anh em. Hôm nay công ty cờ bì tôi giới thiệu tới anh em một sản phẩm, nó bát tàng hình không tang không chân giả. Đấy, ngày xưa anh em đi chơi, anh em phải cắm kim vào đít bát nên là luồn bát vào rất dễ bị đối phương phát hiện anh em nhé. Thì ở cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu tới cho anh em bát tàng hình không tang không chân giả anh em nhé. Khi em đi chơi anh em chỉ cần đặt cái bát này lên, đấy, nó sẽ tự động sạc cho anh em nhé. Đấy, khi anh em luồn bát vào hổ báo cáo chuẩn, cầm có cái chiếc bát này rất là khó phát hiện đây là một chiếc bát tàng hình không tang anh em nhé. Đấy, trắng như ngọc trinh luôn này. Đấy, soi từ trong ra ngoài cho anh em cùng cảm nhận luôn anh em nhé. Đấy, không cần phải cắm kim anh em nhé, anh em đặt thẳng trực tiếp lên như này. Đấy, nó sẽ tự động nháy đèn lên cho anh em là nó đang báo sạc anh em nhé. Ngoài những cái mẫu bát tự động này ra có rất nhiều mẫu loại bát nữa, như là bát một là bát tự động này. Bát tự động thì anh em sóc xong sẽ tự động mở kết quả cho anh em. Còn bát khiển là anh em muốn mở kết quả lúc nào thì anh em chỉ cần bấm nút khiển là sẽ anh em nhìn có thể nhìn được kết quả anh em nhé. Và cái loại bát thứ ba đó là bát wifi anh em nhé. Khi anh em đi chơi, anh em cầm cho tôi một cái củ wifi này đúc vào trong người và anh em bật cái công tắc này lên, nó sẽ phát ra một cái tín hiệu wifi và anh em tải cho tôi một cái ứng dụng phần mềm về. Đấy, và anh em kết nối cho tôi cái wifi này về và điện thoại là anh em nhìn trực tiếp kết quả vào điện thoại anh em nhá. Đấy, ngoài những cái mẫu bát này ra, bên đây chúng tôi làm được tất cả những mẫu loại sản phẩm như là bát nhựa, chén, tất cả những loại bát. Anh em ở địa phương anh em chơi những mẫu loại bát gì, anh em chỉ cần chụp ảnh đúng mẫu loại bát đó và gửi cho tôi qua Zalo treo số điện thoại trên màn hình anh em nhé. Đấy, tất cả những mẫu loại bát đấy thì bây giờ tôi đi vào tôi kiểm chứng cho anh em một lần nữa. Bát cực kỳ đẹp, cực kỳ led luôn anh em nhé. Sóc thử nữa cho anh em một vài tiếng nữa cho anh em cùng cảm nhận cái độ led của cái bát này anh em nhé. Sấp đôi anh em nhé, sấp đôi này, mở luôn này. Đấy, sấp đôi không mở chuyện, nhìn mắt anh em nhìn thấy thì không có chuyện sai được anh em nhé. Đấy, tứ trắng bán cả người đánh chắn thế này anh em nhá, mở luôn này. Đấy, về tứ trắng này anh em nhá. Tiếp này, cho anh một vài tiếng bạc nữa cho anh em cảm nhận. Tứ đen anh em nhá, chồng quân chồng vị để bảo hết. Tiếp này, ba trắng anh em nhá. Đấy, mở luôn này. Đấy, cực kỳ rõ nét luôn anh em nhá, trừ khi nó chồng quân chồng vị đè lên như thế thì chịu rồi anh em nhá. Đấy, tiếp này, thử cho anh em một vài tiếng nữa này. Ba trắng anh em nhé, mở luôn. Đấy, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm nó bát tàng hình không tang không nhân sạc anh em nhé. Bát anh em chỉ cần đặt lên tự động như này nó sẽ tự động sạc cho anh em nhé. Anh em không cần phải cắm kim như ngày xưa nữa. Đấy, thì anh em nào ưng về mẫu sản phẩm này anh em cứ alo cho tôi trực tiếp trên số điện thoại trên màn hình. Đấy, tôi sẽ gửi về cho anh em tận nơi. Còn anh em nào mà ở xa hoặc không đến được, tôi sẽ gửi về cho anh em test hàng ok thì anh em lấy, không ok có em gửi hàng lại quay lại cho mình. Đấy, nhà tôi thì có 3 cơ sở, 1 là bến xe Mỹ Đình, 2 là bến xe Giáp Bát và 3 là bến xe Miền Đông. Đấy, anh em nào ở gần thì qua thẳng trực tiếp
anh em test ok anh em lấy, coi không ok coi như mấy anh em mình cũng chụp trò chuyện giao lưu anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Nhưng anh em đang thua tha xa bò, muốn vào bò an toàn hoặc muốn lấy lại gì đã mất, hãy cùng tôi trải nghiệm video này xem có lấy lại gì đã mất không anh em nha. Ngày xưa anh em biết rồi, anh em muốn bịp người ta vào những cái sòng cái sới, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ vị không tang vào hay là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Nhưng bây giờ người khôn của khó rồi, luồn những cái bộ vị không tang vào hay là bát hình, cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Những cái ưu điểm và nhược điểm anh em lưu ý này, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện laser này. Với cái máy nhận diện laser này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha, bát đĩa quần vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Anh em lưu ý này, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì thôi, thăng long hay villa, quân đóm, quân bài, quân tú đều hết, nó sẽ nhận diện được màu của các loại quân anh em nha. Anh em biết là sòng sới anh em chơi quân gì thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Anh em mua quân là quân ở ngoài tà hàng tạp hóa nhé, cứ giống hệt quân sới là anh em chiến thắng anh em nha. Anh em mình về cái máy nhận diện laser này dùng hoàn toàn pin tiểu, anh em biết pin tiểu rồi, chơi nhất 1 đến 2 ngày hết pin anh em nha. Dùng là dùng trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả, lẻ nó sẽ tự khắc dùng cái, sấp 2 nó dùng 2 cái và tứ tử nó không dùng anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào test thử luôn cho em vài 3 tiếng bạc. Đầu tiên tôi sẽ kiểm chứng cho anh em bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Anh em mang bát đĩa quân vị đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp, nhà mình ở bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát anh em nha, ở Sài Gòn ra bến xe miền Đông. Ví dụ ở địa phương tôi thường thường chơi quân tú anh em nha, tôi sẽ lấy một lá bất kỳ anh em nha, ví dụ sới đang chơi quân tú đi anh em nha, đây sới chơi quân tú của tú đi anh em nha. Bây giờ tôi sẽ bật lên máy lên á và khởi động á. Đây cái laser của nó, anh em đi chơi anh em ở nhà anh em bật trước đi. Tôi sẽ mua một lá, một cỡ bài giống hệt ở ngoài ngoài hàng tạp hóa giống hệt sới anh em nha. Tôi chuyện bất cười, đúng cái màu giống của nó nha anh em nha. Anh em đặt lên máy khoảng 5 đến 10 giây, nó sẽ nhận diện được cái màu của quân anh em nha. Cứ khoảng cách 2 mét rưỡi hết về nó sẽ rung anh em nha, lẻ rung và sấp 2 rung 2 cái tư tưởng rung. Quân bài hay quân tú, quân thăng long hay quân đóm đều hết anh em nha. Đây 5-10 giây nó đã nhận diện được hết rồi, anh em nhận diện ở nhà đi. Và anh em tắt cái đèn laser để đi anh em nha. Dung là dung trực tiếp với nó. Tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát để cho anh em nghe và cảm nhận của tôi. Còn đầu tiên tôi đúc vào người, chỉ không mình tôi biết anh em nha. Bây tôi cắt lá bài của sới này anh em này. Ví dụ anh em chơi con thăng long thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Hay chơi villa hay chơi con đóm thì anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nha. Cứ đến bật cái máy lên là anh em có thể chơi anh em nha. Tứ tử không có màu nào thì nó sẽ không dung anh em nha. Lẻ ba tiên hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ dung một cái. Sấp 2 sự chinh nghịch nó sẽ dung hai cái anh em nha. Ba đen hay ba trắng nó đều dung một cái anh em nha. Tứ tử không màu nào nó sẽ không bao giờ dung anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc anh em nha, để cảm nhận được anh em nha. Anh em nào có nhu cầu cứ alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể, số điện thoại trên màn hình anh em nha. Máy báo rung một rồi, trong ba trọng đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ mở này, không mà sai ba trắng anh em này. Anh em lưu nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được, quân vị hoàn toàn là xanh chín, bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Cứ khoảng cách 2 mét rưỡi hết về được, ai làm cái ai sóc cái được anh em nha. Máy vẫn báo rung một, tất nhiên là lẻ rồi, mở này, ba trắng lên ba đen này, chồng quân lên chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Tiếp này, máy báo cũng rung rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là tứ tử rồi, tôi không biết đánh tứ tử đen hay tứ tử trắng, đánh 50 triệu vào Senko tứ tử, mở này, tứ tử trắng này anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra bát rung để cho anh em nghe và cảm nhận, bởi tôi đúc luôn vào người chỉ mình biết thôi, cứ khoảng cách từ 2 mét rưỡi hết về là được anh em nhá. Tiếp này, anh em nhìn này, quân nặng được, thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết, quân hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa lệ là lẻ rồi, đánh 500 triệu vào lẻ này, mở này, không bạ sai ba trắng anh em này. Tiếp này, kỷ niệm cho anh em vài ba tiếng bạc, anh em là có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Máy báo rung hai rồi, bạc đi rồi, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ sấp hai, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nhá. Anh em lưu nhá, quân nặng được, thăng long hay villa, quân tú, quân bài hết anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em tiếng bạc nữa này,
Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi. Đánh cả 1 tỷ vào lẻ này. Mở này, không và sai. Ba đèn này anh em này. Bây tôi lại để ra cái bát để tôi lật quân tiếp để cho anh em cảm nhận được anh em nhá. Ví dụ số 2 nó sẽ rung 2 cái để chênh lệch anh em này. Ba đen đây, ba trắng nó đều rung 1 cái này. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy laser nhận quân viện như nào rồi? Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp xuống tại trên màn hình anh em nhá, để được tư vấn cụ thể. Anh em lưu nhá, quân hạng được, thăng long hay villa quân bài cũng được hết. Anh em chỉ cần biết chỗ chơi anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi. Độ chuẩn xác của nó là 99% anh em nhá. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị anh em nhá. Với cái máy thu âm quân vị này tôi khẳng định luôn, cái đồ này đồ mới nhất hiện nay rồi, chỉ là tôi có độc quyền anh em nhá. Anh em lưu cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá. Anh em đi chơi quân vị người ta, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy thu âm quân vị này thôi, không cần mang bát đĩa quân cán đi anh em nhá. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là sai chín anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này và khởi động lên, anh em đi cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Cần cái sóc xong ạ, mặt chẵn hoặc mặt lẻ, lẻ tôi khắc dùng cái chẵn dùng hai cái. Tại sao như thế? Bởi vì cái sóc xong kiểu gì quân nó sẽ lẻ anh em chưa, về mặt lẻ tôi khắc quân nó sẽ chìm xuống, tôi khắc máy này nó sẽ nhận được tiếng âm của cái bộ vị đó, tự nhiên lẻ nó sẽ dùng một cái và chẵn nó sẽ dùng hai cái. Em cho tôi điều cực kỳ quan trọng nha, ai làm cái ai sóc cái được, cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hết về là được, cứ ăn cái hết xong tự khắc nó sẽ thu âm quân vị nha anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái đồ chuẩn xác 100% nha anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là sai chín. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn để hướng dẫn cách sử dụng nó như nào, xem có hiệu quả như nào không anh em nha. Cái đồ này đồ từ Macau về vừa cập bến thôi anh em ạ. Anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình anh em nha, để tư vấn cụ thể hơn anh em nha. Bây giờ tôi sẽ vào test thử luôn, bát đĩa hoàn toàn là sai chín anh em nhá. Bát hoàn toàn là sai chín anh em này, đĩa hoàn toàn là sai chín anh em nhá. Tôi khẳng định luôn với cái đồ này anh em chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi anh em nhá. Anh em đến mua hàng trực tiếp anh em có thể mang bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Sau tôi vào thực tế luôn. Anh em đi chơi chỉ cần bật cho tôi khởi động máy lên. Khởi động máy lên, tự nhiên những con chip này nó sẽ khởi động máy này anh em này. Nó sẽ lên đèn anh em nhá. Anh em ạ, anh em nhìn nhá, cứ gần cái xong 1-2 cái anh em bình tĩnh ạ, đánh lẻ nó sẽ rung một cái và chẵn sẽ rung hai cái, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng anh em nhá. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa, tôi đánh thử luôn anh em này. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái đĩa này để cho anh em nghe và cảm nhận cùng tôi. Còn lâu tí tôi đúc vào người chỉ có mình tôi biết thôi anh em nhá. Anh em nhìn nhá, cái đèn này cứ gần nháy một cái nó là lẻ, mà nháy hai cái là chẵn. Anh em nhá, tôi lật mặt vị này. Anh em nhìn thấy hai nháy chưa? Zoom chỉ mình biết được, người cạnh cũng thể biết được anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều, tôi vào thực tế tôi sắp thử luôn anh em nhá. Đèn báo hai cái, anh em nhìn rất rõ nhá, đèn hai ba cái, zoom chỉ mình biết, người cũng cái biết. Tất nhiên là chắc rồi, zoom hai cái là chắc rồi, đánh 1 tỷ chắc này, mở này. Không bao giờ sai anh em nhá. Tiếp này. Anh em để ngang thì giờ cứ gần cái xong ạ, đặt xuống im quần nó sẽ đo rồi. Bạc cầu rồi, đẹp vẫn nháy hai cái, vẫn là rung hai cái anh em nhá. Đánh 50 triệu và chắc này, mở này. Không mà sai, chồng quân chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này. Bạc cầu rồi, đèn vẫn nháy hai cái và rung hai cái. Đánh tất và chắc cho tôi, mở này. Tứ tử đây anh em này. Tiếp này. Đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Bạc đi rồi, đèn nhé một cái và rung một cái, tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tay vào mặt lẻ cho tôi, mở này. Ba trắng anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Sau đây tôi để ra cái bát ạ, cái đĩa để rung để cho anh em cảm nhận cái đèn của nó và cái rung của nó như nào. Bây giờ đúc vào người, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh thì thể biết được anh em nhá. Tôi đúc luôn vào người, tôi đánh thử cho anh em này. Ba trắng sắp tiếp này. Anh em để ngang để dọc đều hết. Dung hai rồi, dung hai trong bát trong nhẫn tất nhiên chắc rồi, đánh 50 triệu chắc này, mở này. Không bao giờ chuyên xài anh em, nó sấp hai này anh em này. Cứ gần cái đắp xong ạ, đặt xuống ạ, cái quân nó tự nảy, máy nó tự thu âm anh em nha. Đồ này đồ mới ra, đồ đặc cấp nhất rồi. Anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp tư vấn.
Máy báo rung một rồi, rung một trong mắt tôi biết tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 5 triệu vào mặt lẻ, mở này. Không mở xài ba đen này anh em này, đồ này mới ra. Anh em mới nhanh tay alo trực tiếp tư vấn anh em nhá. Tiếp này. Cần cái lắp xong đặt xuống thu quân vị rồi. Máy vẫn báo rung một, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Không mà sai vẫn ba đen lẻ, chồng quân chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Cứ gần cái trong xong ạ, im quân im mắt, quân nó nhảy xong nó sẽ thu tiếng âm nha anh em nhá. Bạc cầu rồi, máy vẫn báo rung 1, đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Không bẩn chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu quân vị là như nào rồi anh em nhá. Anh em đi chơi á, anh em cho tôi một điều cũng cực kỳ quan trọng nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy thu quét quân vị thôi, bát đĩa và quân cắn hoàn mà là xanh chín. Anh em mua hàng có thể mang bát đĩa quân cắn xanh chín của anh em đến cửa hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em đi chơi chỉ khởi động cái máy này lên, anh em đi nha, cứ gần cái ví dụ lẻ này thì đèn nó sẽ nháy anh em nha, nó rất dễ anh em nha. Đấy như này, nó sẽ dùng 2 cái anh em nha, lẻ 1 cái nữa này, nó dùng 1 cái này anh em này, đèn nó sẽ nháy 1 cái này anh em này, đồ đặt rất chuẩn chỉ, nó đã thu âm quân vị nha, cần mặt chẵn hoặc mặt lẻ thôi, nó cứ đặt xuống là ok anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, xin liên hệ alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình anh em nha, để được tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Cái đồ này mới ra anh em nhanh tay alo trực tiếp mình tư vấn cảm